Tô Nam xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Sau rất nhiều các video Tô Nam nói về biển số định danh thì hiện nay vẫn còn rất nhiều những câu hỏi mà các bạn còn vướng mắc và còn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình rất nhiều. Về cơ bản nội dung biển số định danh đến thời điểm hiện tại thì các bạn cũng đã gần như biết đầy đủ rồi. Chỉ có điều ấy là có rất nhiều những vấn đề còn bất cập, thậm chí còn có những nội dung ấy còn chưa có hướng giải quyết. Và thông qua video ngày hôm nay, Tô Nam xin làm rõ hơn về hai vấn đề mà hiện nay các bạn đang quan tâm rất nhiều, đó là với hai câu hỏi luôn các bạn nha. Mức phí cấp lại biển số định danh là bao nhiêu? Và câu hỏi thứ hai đang rất xôn xao trên mạng. Mua xe mới mà sử dụng biển số cũ đã định danh có phải đóng phí biển số 20 triệu hay không? Đây là một nội dung mà rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta đang bàn tán và xôn xao trên mạng xã hội trong suốt những ngày vừa qua. Đầu tiên thì trả lời với câu hỏi mức phí cấp lại biển số định danh là bao nhiêu? Căn cứ theo thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 của năm 2023. Biển số định danh là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Vì vậy, chủ xe cần cấp đổi cấp lại biển số định danh phải chịu phí theo khoản 1 điều 5 thông tư số 229 năm 2016 của Bộ Tài chính như sau. Đối với xe ô tô, mức phí cấp mới giấy đăng ký được áp dụng tùy khu vực và tùy chủng loại xe. Cụ thể như sau: cấp mới đăng ký kèm theo biển số ô tô trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống áp dụng theo điểm 2 mục này. Đối với khu vực 1 từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng. Đối với khu vực 2 là 150.000 đồng và đối với khu vực 3 là 150.000 đồng. Thứ hai, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống. Đối với khu vực 1 từ 2 triệu đến 20 triệu đồng. Đối với khu vực 2 1 triệu đồng. Và đối với khu vực 3 là 200.000 đồng. Thứ ba, xe sơ mi rơ móc đăng ký rời. Đối với khu vực 1 là 100.000 đến 200.000. Đối với khu vực 2 là 100.000 đồng. Và đối với khu vực 3 là 100.000 đồng. Đối với xe máy, mức phí cấp mới giấy đăng ký nó sẽ được áp dụng theo giá tính lệ phí trước bạ như sau. Xe có trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống. Đối với khu vực 1 ấy, là 500.000 đến 1 triệu đồng. Khu vực 2 là 200.000 đồng. Khu vực 3 là 50.000 đồng. Xe có trị giá từ 15 triệu đến 40 triệu đồng, khu vực 1, 1 triệu đến 2 triệu, khu vực 2, 400.000 đồng, khu vực 3, 50.000 đồng. Xe có trị giá trên 40 triệu đồng, khu vực 1, 2 triệu đến 4 triệu, khu vực 2, 800.000 đồng, khu vực 3, 50.000 đồng. Và cuối cùng là xe 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật, cả 3 khu vực giá sẽ ngang nhau, 50.000 đồng các bạn nha. Đối với cấp đổi giấy đăng ký xe ô tô, xe máy thì mức phí được áp dụng tùy theo chủng loại, không kể theo khu vực. Cấp đổi giấy đăng ký như sau. Trường hợp 1, cấp đổi giấy đăng ký xe kèm theo biển số. Đối với xe ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, di chuyển từ khu vực có mức thu nhập thấp về khu vực có mức thu nhập cao, áp dụng theo điểm 4.1 khoản 4 điều này là 150.000 đồng. Đối với xe sơ mi rơ móc đăng ký rời là 100.000 đồng. Đối với xe máy, trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu nhập thấp về khu vực có mức thu nhập cao, áp dụng theo điểm 4.1 khoản 4 điều này là 50.000 đồng. Trường hợp 2, cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số, ô tô và xe máy có chung mức phí là 30.000 đồng. Trường hợp 3, cấp lại biển số là 100.000 đồng. Ở đây các bạn lưu ý cho mình, khu vực 1 thì gồm thành phố Hà Nội này và thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực 2 gồm các thành phố trực thuộc trung ương khác trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã. Khu vực 3 gồm các khu vực còn lại ngoài các khu vực 1 và khu vực 2 nêu trên. Tiếp theo với câu hỏi chính của video này, các bạn có thể tham khảo như sau. Mua xe mới mà sử dụng biển số cũ đã được định danh có phải đóng phí biển số 20 triệu hay không? Thì căn cứ theo thông tư số 229 năm 2016 của Bộ Tài chính, nếu đăng ký cho một chiếc xe máy mới thì người dân phải đóng lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông như bình thường. Còn nếu đăng ký cho một chiếc xe được mua từ một người khác đã qua sử dụng, ở đây hiểu nôm na là cũ người nhưng mà mới ta ấy, thì người dân phải đóng phí cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số theo quy định tại thông tư 229 năm 2016 của Bộ Tài chính. Đối với xe máy là 50.000 đồng các bạn nha. Đối với xe ô tô là 150.000 đồng với trường hợp cấp đổi giấy đăng ký xe có kèm theo biển số và 100.000 đồng với tiền cấp lại biển số. Hiện nay thì các đồng chí công an ấy làm thủ tục đăng ký xe có giải thích rất rõ ràng. Biển số sau khi thu hồi, cơ quan đăng ký xe sẽ hủy khung biển số, lưu số trên hệ thống,
Khi người dân đi đăng ký lại cho một chiếc xe khác và được cấp lại biển số thu hồi này, thì cơ quan đăng ký xe sẽ dập lại biển số in mới với số đã lưu trên hệ thống. Vậy nên, mua xe mới mà sử dụng lại biển số cũ ấy đã định danh mà phải đóng mức phí biển số là 20 triệu đồng ấy là không chính xác các bạn nha. Và đó toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay, Top 5 đã chia sẻ một cách cụ thể chi tiết với hai câu hỏi các bạn có để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình rất nhiều, đó là mức phí cấp lại biển số định danh là bao nhiêu và một câu hỏi xôn xao trên mạng trong suốt thời gian vừa qua, mua xe mới mà sử dụng biển số cũ đã được định danh có phải đóng phí biển số 20 triệu hay không? Mình đã trả lời rất cụ thể thông qua video này rồi. Các bạn có thể tham khảo và hiểu hơn về thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an, cũng như thông tư số 229 năm 2016 của Bộ Tài chính các bạn nha. Và các bạn có thể theo dõi thêm tất cả những video từ trước đến giờ. Top 5 đã đăng lên nói về biển số định danh, nói về thông tư số 24 mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 của năm 2023, quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Rồi, các bạn của mình, nói các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.